Linh cố tình gài bẫy để hãm hại Vân Anh và cái kết. Mời các bạn đón xem các diễn biến tiếp theo của bộ phim Tình yêu bất tử và sau đây là các diễn biến chi tiết của bộ phim. Vân Anh thừa biết những lời khiêu khích của mình lúc sáng sẽ khiến cho Linh cảm thấy vô cùng tức giận. Với tính cách của cô ta thì chắc chắn Linh sẽ không chịu bỏ qua chuyện này. Sẽ sớm thôi, Linh sẽ tìm cách ra tay với Vân Anh nhằm trừ khử Vân Anh. Chính vì vậy mà Vân Anh đã âm thầm gọi điện thoại cho người quen của mình để báo trước thông tin. Có thể là tối nay Linh sẽ ra tay với Vân Anh, mà Vân Anh lại không muốn rằng Linh biết bản thân mình đã có sự chuẩn bị từ trước, nên Vân Anh cũng sẽ mạo hiểm, giả vờ rơi vào cái bẫy của Linh. Việc của người bà con này chính là phải xuất hiện kịp lúc để có thể ứng cứu cho Vân Anh. Giống như tình cờ có một người nào đó qua đường và thấy được cảnh bất bình nên hô hoáng lên. Chỉ có như vậy thì Linh sẽ không còn nghi ngờ gì với Vân Anh nữa. Người bà con này hoàn toàn rất muốn giúp cho Vân Anh, nhưng bà ấy chỉ lo rằng Vân Anh sẽ gặp nguy hiểm mà thôi. Nhưng Vân Anh không còn sự lựa chọn nào khác. Muốn biết thật sự hung thủ năm xưa là ai, thì Vân Anh phải chấp nhận mạo hiểm mà thôi. Tối hôm đó, Vân Anh giả vờ không biết gì cả, vẫn vô tư đi theo sự sắp xếp của Linh. Đến khi Vân Anh gặp chuyện, thì cũng là lúc người phụ nữ mà Vân Anh nhờ vả xuất hiện. Chính nhờ vậy mà Vân Anh đã được cứu kịp thời, nhưng cũng không biết bằng cách nào. Một lúc sau thì Lâm cũng đến để đón Vân Anh về. Vừa thấy Lâm xuất hiện, Vân Anh vô cùng sợ hãi, chạy đến ôm chầm lấy Lâm. Có thể cô ấy hoàn toàn run rẩy, xém chút nữa là cô ấy không còn được về nhà rồi. Nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của Vân Anh, Lâm thật sự không thể nào kìm lòng của mình được. Anh chỉ muốn dùng đôi bàn tay của mình để ôm lấy cô. Không hiểu sao, Lâm lại có cảm giác muốn che chở cho người con gái này. Cái cảm giác không khác gì khi anh ấy ở gần bên Thi. Nhưng chợt nhớ ra, người con gái này không phải là Thi. Và anh cũng đã từng nói là sẽ không yêu người con gái nào khác ngoài Thi. Nên Lâm rất kịp thời rút đôi tay của mình lại. Sau đó anh khuyên Vân Anh nên bình tĩnh. Có gì để Lâm chở Vân Anh về khách sạn rồi tính. Bây giờ đã có Lâm rồi, Vân Anh không cần sợ hãi nữa đâu. Khi bóng dáng của Lâm và Vân Anh đi khuất, thì người bà con kia mới dám gọi điện cho chú Tân đến để đón mình. Thấy chú Tân vừa đến, người phụ nữ này liền nói với chú Tân rằng, không ngờ là Linh có thể ác như vậy, ra tay quá tàn nhẫn với Vân Anh. Nếu như lúc đó, người phụ nữ này không đến kịp lúc, thì không biết Vân Anh sẽ còn gặp chuyện gì nữa. Thật sự quá nham hiểm. Cũng may là lúc chiều, Vân Anh gọi điện thoại và thông báo tin tức này cho người phụ nữ. Chứ người phụ nữ này cũng không biết được rằng Linh lại muốn ra tay với Vân Anh nhanh như vậy. Nhưng để đối phó với một người nham hiểm như Linh, không biết là Vân Anh có đủ bình tĩnh để có thể chiến thắng cô ta hay không nữa. Cũng mong là Vân Anh sẽ không gặp chuyện gì nữa. Để một lát, chờ cho Lâm về phòng, người phụ nữ này và ông Tân sẽ đến thăm Vân Anh và xem cô ấy tính như thế nào. Liệu với sự thất bại của kế hoạch lần này, Linh có chịu bỏ cuộc hay tiếp tục tìm cách đối phó với Vân Anh? Tất cả sẽ có trong các diễn biến tiếp theo của bộ phim Tình yêu bất tử. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm like và share để ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.